Cẩn thận, đoạn đường này chúng nó hay phao kích lắm đấy. Alo, tôi nghe đây. Ban chỉ huy quân sự tỉnh đây. Chưa một ai được vào trong thị xã cả. Toàn bộ khu vực thị xã vẫn nằm trong tình trạng quân quản. Vâng, chúng tôi sẽ báo cáo sau. Đấy, trên tỉnh là vừa điện hỏi. Chúng tôi có thể cung cấp cho anh về tình hình chiến sự vừa qua. Còn về tội ác của địch và những thiệt hại do chúng gây ra thì anh phải chờ vậy. Báo cáo thủ trưởng quân điện. Nhưng đồng chí có thể ước tính thị xã bị tàn phá độ bao nhiêu phần trăm? Không thể tính được. Hầu như toàn bộ thị xã. Yeah. Còn số người chết và bị thương chỉ tính riêng trong thị xã thôi. Chúng tôi đang giải quyết hậu quả. Chưa có con số cụ thể được. Đồng chí Na, có. Đi với tôi. Đồng chí thượng tá, báo cáo đồng chí, tôi rất cần ghi lại một vài hình ảnh. Đồng chí có thể bố trí cho tôi vào thị xã được không? Bây giờ thì chưa được đâu. Chúng tôi vừa mới tóm được một bọn thám báo xong. Đây này, đồng chí cứ hỏi đồng chí Tuấn lên mà xem. Nhưng dù sao cũng đề nghị với đồng chí cho tôi được chứng kiến tận mắt. Nhiệm vụ của chúng ta là phải kịp thời tố cáo những tội ác của giặc. Đồng chí, mời bên trưởng công binh lại đây gặp tôi nhé. Được rồi, đành chiều anh vậy. Một số nhà báo nước ngoài đề nghị, chúng tôi đều gạt đi, không giải quyết. Phong Lan hả? Thanh Lan vậy? Ơi, đích thị là Ngọc Lan rồi. Hồi học lớp 10, mình yêu cô bạn gái tên là Mộng Hoàng Lan. Tên hay mà người cũng xin đáo để. Thế bây giờ cô đâu rồi? Có ảnh không? Xem nào. Ảnh nhá. Có được cô yêu đâu mà có ảnh. Vô duyên. Thế mà cũng đòi khoe. Đi đây. Tôi phải vào thị xã đây. Ở nhà đừng buồn nhé. Phải đón nhà anh này. Rất cẩn thận. Bám sát anh em công binh. Và đừng lâu trong thị xã. Vâng, đồng chí yên tâm ạ. Xong việc là tôi ra ngay rồi ạ. Thôi, chúc đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Đã cảm ơn các đồng chí. Báo cáo đồng chí tôi có mặt. Phải bảo đảm an toàn cho nhà báo nhé. Rõ. Tôi đã đi. Vâng. Đồng đăng có phố phì lừa, có nàng tô thị, có chùa tam thanh. Ai lên xứ lạ cùng anh, bỏ công bác mẹ sinh thành ra em. Tay cầm bầu rượu năm nem, mảng vui quên hết nhà. Ở lời em dặn dò. Đứng lại! Điều đồng hồ, theo tôi! Cho xe lên đi! Lên đi! Lên!
Sao? Thế nào? Nó biến đâu mất. Cậu vừa đi vòng đằng sau cơ mà. Không thấy. Mẹ kiếp. Đàn ra! Nắm xuống! Vẫn này ào tiếng mà đắm thả ơi cần là thế bảo thì lâu mà đắm thì bên cây mô vai bắn nhỏ mơ thầm tèo lò bay mưa nhằng quay quá thì tha cần lao ý và bình thì tha cần lao ý và bình và quay quá ngơ
cần người mới thắt súng. Ai cho mày nổ súng? Cháu vô chủ ấy mà. Người cảm biến vô chủ. Hồi như mày sai chứ? Ừ hay. Ông chửi tôi đấy à? Tao báo cho mày biết. Mày bắn chết con chó mày biết tay tao. Lại đây. Mời đồng chí nhà báo. Ông lên bắn chó đấy phải không? Không, em vẫn đứng đây mà. Anh ngồi yên đi nhé. Họ làm như thế để làm gì anh nhỉ? Để phá cái cũ, xây dựng cái mới. Tạo phản có lý. Nổ súng vào bộ tham mưu. Sao họ lại đi phá những di tích văn hóa hả anh? Không có ai can ngăn họ. Người ta sợ chứ em. Một khi mà số đông đã hành động như vậy thì những người khác phải phục tùng theo chứ. Để mà biết cả những trẻ, chúng tội tình gì mà phải giết. Nghĩ cho cùng người ta cũng có cái lý của người ta. Kìa. Em không thể nào hiểu nổi cái lý ấy. Đấy là chuyện của người ta, không liên quan gì tới mình. Anh không nên đi sâu ở thị xã nữa. Trọng, cậu đi theo đồng chí nhà báo nhé. Đó. Ta đi anh đi. Ê. Này, có phải phố Đông Kinh đây không nhỉ? Em cũng mới lên lần đầu.
Ngày trước, mẹ em kể, nhà em ở bên này phố ga. Cha em khi ấy làm ký ga. Em còn nhỏ, nên cũng không nhớ nữa. Chỉ còn nhớ, mỗi lần em khóc, cha em lại dỗ. Nín đi, rồi ba cho sang Đông Kinh chơi. Em cứ tưởng, đó là một thành phố ở đâu xa lắm. Đầy nắng và lóng lánh thủy tinh. Đã được nghe rồi hả? Vâng. Nào, mẹ, buông ra, rồi hết cả mận rồi. Nhặt lên đi. Mẹ ơi. À. Thế hả? Đâu? Anh xây mận đi. Dạ vâng ạ. Ăn đào tôi gọt nhé. Dạ bác cứ mặc cháu ạ. Trên dạ. Này có cái giống đào Mẫu Sơn ngon lắm kìa. Dạ cháu có nghe nói về. Hôm nào về nhớ mang một ít về làm quà biếu các cụ nhé. Dạ thưa bác. Chào bà. Kìa chú. Chú sang chơi. Được được. Dạ để mời. Ê cứ chú tự nhiên đây. Hàng xóm với nhau cả thôi mà. Dạ. Chú này cháu Thanh cũng vừa về. Bác ạ. Ây da. Mới có hơn một năm mà tôi không nhận ra cô Thanh nữa cả đấy. Dạ. Cứ tưởng có khách từ Hà Nội lên cho anh. Cháu được nghỉ hè ạ. Dạ vâng ạ. Chúng tôi mới ở ga xuống ạ. À. Bà này. Còn cái chứng thấp khớp của bà dạo này thế nào rồi? Sao không thấy bà sao bốc thuốc? Cảm ơn chú. Từ ngày có cái cửa hàng, cái già già bà vào rồi cũng quên đi thôi. Bà này. Tôi vẫn để dành cho bà mấy thang thuốc đặc biệt á. Toàn những vị hảo hạng. Cảm ơn chú. Quý hóa quá. Hết bao nhiêu tiền tôi gửi chú đây. À, thăm bà và cô Thanh. Bây giờ phải về không khách người ta đang đợi. À. Này, khi nào dẫn sang tôi chơi. Bên cạnh thôi mà. Nên hết bao nhiêu tiền tôi xin gửi chú đây. Bác. Kìa, chú ơi. Ông ấy là Hoa Kiều à? Vâng, bán thuốc bắc trong phố. À. Này, ông mà về chỉ một lát thì cả phố biết anh từ Hà Nội lên đấy. Sống thiếu em được. Em hãy nói với anh một lời như vậy đi. Nói với em. Anh buồn cười thật. Thế qua thái độ của mẹ em mà anh không nhận thấy gì sao? Vậy anh thưa chuyện với mẹ nhé. Em đã nói hết với mẹ rồi. Em chẳng giấu mẹ điều gì đâu. Chào cô ạ. Cô Thanh mới về chơi đấy à? Vâng ạ, cháu nghỉ hè ạ. À. Độ này cụ có khỏe không ạ? Cảm ơn, tôi vẫn khỏe. Cô cậu xây nước đi. Vâng ạ. Anh Vũ này, em không thể xa cái thị xã này được đâu. Mẹ chỉ có một mình em thôi.
Anh Vũ, anh xem này, đẹp không? À, thu 78 kỷ niệm Lạng Sơn. Không biết bây giờ cô này ở đâu nhỉ? Hình như bên nhà kia có người. Đây có người phát hiện với chúng tôi là bố cô Thanh không phải đã mất như cô ấy khai trong lý lịch.
Vậy cô Thanh cũng không nói chuyện gì với cậu. Nhưng anh nghe nguồn tin này ở đâu ạ? Nguồn tin này thì chính xác đấy. Tôi tưởng cậu là người quen biết với gia đình cô ấy. Vâng. Nhưng nếu bố cô ấy còn sống thì việc gì cô ấy phải giấu ạ? Vấn đề là ông ấy không có mặt ở miền Bắc này. Ông ấy vào Nam với mục đích gì? Hiện làm gì? Ở đâu? Đó là điều mà tổ chức chúng tôi đang tìm hiểu để xác minh. Này, mình muốn hỏi thật cậu nhé. Báo cáo anh xong rồi, còn mấy quyết định nữa có đánh nốt không ạ? À, có đánh giúp quay thêm mấy bản nữa. Anh ạ. Mừng cho cậu nhé. Dạ vâng ạ. Dạ cảm ơn anh ạ. À. Xin phép anh ạ. Cô Tuấn hả? Vâng. Rồi để nhá. Vâng. Theo cậu, có đúng là cô Thanh không hề biết tí gì về chuyện này không? Hay là biết mà giấu? Dạ. Có người đặt dấu hỏi như vậy đấy. Thú thật với anh ạ, quan hệ giữa em với cô Thanh thực ra cũng chỉ giới hạn trong phạm vi tình bạn. Em cũng không tìm hiểu kỹ làm gì về những mối quan hệ trong gia đình cô ta. Anh biết đấy ạ, em đang chờ nhà trường phân công công tác. Em chả nghĩ chuyện gì khác ngoài chuyện công tác cả anh ạ. Ai à, Ngộ biết mà. Hồi Ngộ bán thuốc bắc ở ga mà. Hồng Ký đã trốn vào Nam rồi. Gia đình này có người đi theo địch mà. Nhưng từ bấy đến nay, gia đình có nhận được tin tức gì không? Có thì người ta cũng phải giấu cho. Ngộ đã báo cho địa phương biết chuyện này rồi ha. Cảnh giác hả? Chú này, thế ở địa phương người ta có ý kiến gì không? Ây, vẫn cấp đăng ký cho phái bán hàng. Không tốt à. Ê, ở bên Trung Quốc kìa. Những phần tử không tốt à, là phải đi cải tạo mới tốt à. Làm cách mạng văn hóa thì... Chuyện cách mạng văn hóa thì chả liên quan gì đến chúng tôi cả. Cái chết. À, cứ đọc tì khắc bét, ngộp biết không á. Ê, thằng chi. Thằng chi.
Thông Chí, tôi trả tiền rồi mà. Còn cái này. Thông Chí à. Ê, ê, chờ một chút, chờ một chút. Ê, cái này cách mở lắm à, cái này vĩ lại lắm à. Ê, cái này tốt à, cứ lọc đi. Cái này tốt à, có tiêu phung à, có tiêu phung à. Ê, 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 chai chai là, chai chai là. Ê, ê, về đây à? Vâng ạ, chào bà. 지금. 안 돼요, 저. Còn có một người cha, thế nào chả có người gặp lại. Nhưng người đó không mang lại được gì cho em cả, trong lúc em lại phải gánh chịu mọi trách nhiệm với người đó. Trách nhiệm gì hả anh? Trách nhiệm gì? Tất cả mọi người đều có trách nhiệm với nhau. Nhưng mà thôi, đối với em thì điều đó cũng chẳng có gì đáng để băn khoăn cả. Em cũng chẳng có ước mơ gì hơn. Anh nói ước mơ gì cơ? Ước mơ là một cô giáo, trở về quê dạy học. Có đúng thế không nào? Thế còn anh? Chẳng bao giờ anh nói cho em. Nói ra thì vô cùng lắm. Có được một chỗ công tác thích hợp rồi, lại phải lo phấn đấu để được sự tín nhiệm của cơ quan. Tạo được cho mình một chỗ đứng vất vả lắm. Anh đã bị ai hoài nghi bao giờ chưa? Anh hãy nói đi, xem có giống cảm giác của em lúc này không? Chờ đến lúc ấy thì còn nói làm gì? Tốt nhất là đừng bao giờ để ai hoài nghi chút gì về mình cả. Anh có nghi ngờ gì em không? Kiệt Thanh, sao em lại nói thế? Việc em khai trong lý lịch, anh chắc là do một sự lầm lẫn nào đấy, chứ có phải em cố tình như vậy đâu. Và lại, này, dĩ nhiên để xác minh việc này, cũng cần phải có thời gian chứ em. Em chỉ cần anh tin em là đủ.
chờ đợi thế này, có lẽ em phát điên lên mất. Có mấy đứa bạn thân, chúng nó đều nhận công tác cả, mỗi đứa một nơi. Chỉ còn mình em. Này, hay em về Lạng Sơn đi. Đừng buồn nữa, anh sẽ đưa em về với mẹ. Về với em nhé. Trọng ơi! Trọng! Mặc kệ đấy! Trọng lên đi lâu này! Ông đáp rồi! Chạy trước đi này! À! À! Chờ anh ra! Mặc kệ đấy! Hết cả hồn! Em cứ tưởng... Cô tưởng tôi là ai? Cứ tưởng chúng nó, bọn chúng hay cải trang giống người mình lắm anh ạ. Khối người bị nhầm đấy. Hai người đi đâu thế này? Chúng em đi nối đường dây. Cô cũng người thị xã này à? Vâng. Vừa rồi gia đình có ai việc gì không? Người thì không việc gì, nhưng nhà thì không còn một mảnh vụn.
May quá, em tìm lại được con chó đấy. Chó ngoan nhỉ. Nó khôn lắm, cứ đòi lại giữ nhà thôi anh ạ. À này, cô có biết cái quán nước ở bên kia đường không? Quán nước nào ạ? Tôi không nhớ, chỉ biết là nó ở bên kia đường, sau cái cây bàng. Cửa hàng thường bày bán những đĩa mận chín. Bà cụ có cô con gái tên là Thanh. À, nhà bà Ký Hồng, mẹ cô Thanh. Nhà kia kìa. Tôi nhớ ra rồi. Không biết vừa rồi gia đình có ai việc gì không? Em có gặp chị quay lại thị xã để tìm học sinh. Cô gặp lúc nào? Ở đâu? Lúc ấy, bọn em là những người cuối cùng được lệnh rời khỏi thị xã. Đạn cối của chúng đã nổ ngay sát ngầm rồi. Không biết chị có ra kịp không? Hà ơi! Hà! Anh, lá thư này em viết cho anh từ Lạng Sơn. Sau sự việc vừa qua, em nghĩ mà càng thấy thương mẹ em hơn. Em không trách gì mẹ em cả. Trong việc này, mẹ em không có lỗi. Chẳng qua chỉ vì mẹ thương em, không muốn cho em biết một sự thật đau lòng mà mẹ từng giấu kín. Đúng là em có một người cha, không phải đã mất như em khai trong lý lịch. Năm 54, sau khi hòa bình lập lại, ông Ký gái, tức bố em, đã phải lòng một mụ buôn chuyến dưới Hải Phòng rồi rủ nhau trốn vào Nam. Sự thật ấy đến nay em mới biết, và tổ chức cũng đã xác minh xong. Em hiểu và thông cảm với những băn khoăn của anh. Đường đời và sự nghiệp của anh còn dài. Anh đừng bận tâm nhiều đến chuyện của em nữa. Em chỉ mong sao anh đạt được tất cả những ước mơ, hoài bão của mình. Và đừng bao giờ quên em. Thì ra chuyện nàng Tô Thị mà mẹ em kể là có thật. Nhưng chuyện hóa đá thì không. Em muốn nhanh một việc không biết có phải anh lắm không? Việc gì thế? Cứ nói đi. Đang đỡ tạnh mưa, anh chụp cho chúng em một bộ ảnh. Được thôi. Thank you.
Chúng em đứng đâu bây giờ hả anh? Bên kia đường, sau cây bàn. Ta đỗ ở đây thôi, trong thị xã chưa gỡ hết mìn. Tôi sẽ đi bộ. Kìa đồng chí, tôi yêu cầu đồng chí ở lại, vào thị xã bây giờ nguy hiểm lắm. Tôi là phóng viên báo Akahata ở Hà Nội. Vâng, tôi biết. Đây là báo của Đảng Cộng sản Nhật và tôi là đảng viên Đảng Cộng sản. Đồng chí hãy cho tôi vào thị xã như những người lính của các đồng chí. Kìa đồng chí. Khổ quá. Cho xe đỗ dẹp vào. Nhà máy chế biến tinh dầu hồi bị chúng đánh phá vào sáng 22. Cẩn thận đồng chí. Ta đi ra. Hôm nay, mấy em học sinh người Hoa đến chia tay để theo gia đình về bên kia biên giới. Chúng nó khóc, làm mình cũng không cầm được nước mắt. Các em gái tặng mình chiếc khăn do chúng tự thêu lấy. Những đoàn tàu quân sự chạy lên biên giới. Chẳng lẽ lại sắp có chiến tranh? Chỉ còn một tuần nữa là tới kỳ thi học kỳ 1 của các em rồi. Tìm thấy mấy em học sinh, hình như có cả cô giáo nữa. Ở trường cấp 2, ấy, rẽ bên tay phải. Ai chạy kia? Đứng lại, đứng lại. Anh có giấy vào thị xã không? Có. Anh lấy rồi cùng đi với nhà báo Nhật. Khu phố trước mặt không đi được. Ôi ra đây, ôi ra đây, ở nhà xem con nào. Trình cường, lấy đây, lấy, anh bỏ lại đây đi. Anh từ từ nó cậu, khoan nào. Trình cường ông, khoan nào cậu. Để lúc nó ra bờ sông mà bắt. Các con ngồi nó chạy theo lại quân nó bỏ ngổ à? Các con hay lại các con ngồi nhà rồi. Có chuyện gì thế này? Chúng tôi vừa mới tóm một thằng thông báo xong. Ô. Ông Phóng, vâng. Sao ông lại ở đây? Thằng Danh đang sánh nhau rồi. Các con ngồi nó chạy theo đại quân, nó bảo ngộ già rồi. Nó bảo ngộ già rồi, thằng nào cũng chết rồi. Nó bỏ ngộ, nó chạy theo đại quân rồi. Xin các ông lại. Lại quân à? Quân, lại quân, ngắm đi. Bắn. Lại các ông. Tôi ra lệnh các anh không được bắn. Nó bỏ ngộ. Đừng nghi loạn cho người ta. Chúa xem có ăn không nào. Quan,
qua lại. Anh vừa nói gì đấy? Tụi bay lên trước xem có ăn không? Các con ngỗ nó bỏ ngỗ. Chó nó băng là sao? Đấy, đúng. Các anh ở đơn vị nào? Đoàn 4. Đoàn 4 à? Vâng. Địa điểm thu quân bên kia sông. Các anh còn ở đây làm gì? Đưa ông cụ về tỉnh đội cho tôi. Nhớ bàn giao cẩn thận đấy. Đó. Chỉnh đốn lại trang phục đi. Nào, đứng dậy nào. Đi. Nguyễn Thị Hoàng, 8 tuổi, phố Đông Kinh. Hình như số nhà 32. Thế còn cháu này? Có đúng chậu Yến không? Bùi Hải Yến, 13 tuổi, phố Tây Giang. Lúc nãy khi vừa bước chân vào thị xã, tôi bắt gặp một cây đào nở hoa bên đống gạch phủ. Tôi chợt nhớ tới những cây đào Nhật Bản bên xứ tôi. Tôi muốn báo động để các độc giả của tôi hiểu rằng chính những cây đào của họ cũng đang bắt đầu bị đe dọa. Cách đây đã lâu, khi ở bên kia biên giới người ta hô hào đập phá những di tích văn hóa, có một cô gái ở thị xã này đã hỏi tôi rằng đập phá như vậy để làm gì. Tôi đã trả lời cô ấy, đấy là việc của người ta, không liên quan gì tới mình cả. Không liên quan gì sao? Tôi đã lầm anh ạ. Quả thật hành tinh của chúng ta đã trở nên nhỏ bé tới độ tất cả mọi sự việc đều có liên quan tới nhau. Ngay cả trong từng số phận của mỗi dân tộc, mỗi con người. Mời các đồng chí đi ạ. Vâng, xin mời. Nhưng có một thời họ từng đứng bên cạnh các anh. Sự phản bội nó bắt nguồn từ đâu? Vâng, quả là đã có một thời như vậy. Nhưng một khi người ta đã theo đuổi những tham vọng, vụ lợi và ích kỷ, người ta có thể phản bội bất kỳ ai, kể cả những người thân của mình. Sáng nay tôi vừa tiếp xúc với bọn tù binh xong. Nhiều đứa còn rất trẻ, không có dấu vết gì của kẻ sát nhân. Tôi không hiểu làm sao chúng có thể bị xô đẩy tới tội ác một cách dễ dàng như vậy. Anh thấy đấy. Đúng. Hoặc đầu chỉ là những việc làm tưởng chừng như không liên quan gì tới tội ác cả. Diệt chim sẻ, bơi qua sông Trường Giang, tụng niệm những cuốn sách đỏ, viết báo chữ to. Nhưng thực ra đấy là những cuộc tập dượt để nhào nặn con người trở nên cuồng tín và ngu muội. Cái bi kịch muôn đời của những đám đông bị lừa dối. Những tên lính của chủ nghĩa Bành Trương Mao, những tên lính mũ nồi xanh, hay những tên lính của phát xít Đức và Nhật trước đây, chúng không hề run sợ cho bất kỳ tội ác nào. Nhưng khi phải đối diện với chính mình, chúng là những kẻ hèn nhát 100%. Vâng, sự hèn nhát bao giờ cũng là đồng minh của tội ác. Hay nói đúng hơn, nó là bước khởi đầu của tội ác. Tôi còn nhớ mấy câu thơ cổ của Nhật Bản. Chiều qua một đạo binh không làm tôi sợ. Chiều nay
tôi sợ bóng mình. Bây giờ thì tôi hiểu nghĩa bài thơ ấy theo một cách khác. Đó cũng là một lời nhắc nhở con người. Ta đi thôi em. Anh còn nhớ câu nói cuối cùng của Phu-xích không? Có chứ. Tôi yêu nhân loại, hỡi con người hãy... Đồng chí. Tìm mọi cách đưa xe vào. Đó. Gọi điện về tỉnh được chưa? Nó không được. Đồng chí. Tôi vẫn nhớ lời phụ sĩ. Hỡi con người, hãy cảnh giác. Nhận ra anh rồi. Anh có cần chụp ảnh để nhân dạng hắn không? Không, không cần. Ở đây, ngồi tiếp không à? Đồng chí à, ngồi tiếp không à? Ê, ngồi tiếp không à? Đồng chí à, đồng chí à? Cái phải lắm à, heo.
Xã Sơ Tán với Đồng Mỏ ấy, ta có biết không? Có phải cô giáo Thanh ở Lạng Sơn không? Đúng rồi, cô ấy ở vùng nào? Cô ở vùng cuối, chỗ cửa sổ có ngọn đèn. Để cháu với chú đi nhá. Cảm ơn cậu. Ai thế cậu? Tớ chẳng biết. Anh uống nước đi. Kìa, trên tay anh có máu này. Anh vừa đưa nhà báo Nhật vào thị xã. Xe bị trúng mìn à? Không, bị bắn lên. Có ai làm sao không? Đồng chí nhà báo hy sinh rồi. Thị xã mình thế nào hả anh? Anh có kịp ghé qua nhà em không? Có. Cây đào trong sân nhà em vẫn còn.
Thank you.